Ok, hôm nay mình sẽ hướng dẫn lại các bạn cách lắp cho cái ba ga giữa. Và như bạn đã thấy thì đây là mình sẽ có một cái miếng pad để sẽ lắp, là đưa cái đầu ra ngoài và siết hai con ốc lại. Tiếp theo thì sẽ là con này, con chêm này đây. Mình sẽ đặt bên dưới của cái phần yếm. Rồi, mình sẽ khoan một lỗ ở đó để đưa nó ra cái đầu đó. Ok. Rồi, để các bạn thấy không? Mình sẽ bắt lại con ốc zin này. Mình sẽ bắt lại ốc zin vô, siết lại luôn nha. Rồi. Sau khi mà siết xong thì mình sẽ đặt lại cái bang ra lên và siết lại những con ốc. Đó. Thì các bạn thấy đó là mình sẽ có một cái ống dài này, mình sẽ luồn qua cái có phần trên mình đã đưa vào. Rồi các bạn siết lại luôn. Đó. Cùng với đó là hai con ốc ở bên dưới. Rất là chắc chắn nha. Ok, rất đẹp luôn.